rút súng giả dọa đánh bảo vệ chung cư. Cảnh sát xác định khẩu súng mà ông Thủy dùng để đe dọa và đánh bảo vệ chung cư PN Techcon, thành phố Hồ Chí Minh là súng đồ chơi. Ngày 16 tháng 6, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ đơn phản ánh của ban quản trị chung cư PN Techcon về việc ông Lưu Xuân Thủy rút súng giả đe dọa và đánh một bảo vệ. Theo đơn phản ánh, lúc 0 giờ 30 ngày 11 tháng 6, tại lô C chung cư PN Techcon xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy với anh Khổng Chí Hùng, nhân viên bảo vệ tại cao ốc. Thời gian trên, ông Thủy về đến lô C trong tình trạng say rượu. Ông này cho rằng anh Hùng không bấm thang máy khi thấy mình về nên lớn tiếng quan mắng. Sau đó, ông Thủy lên nhà lấy súng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc đã được ban quản trị chung cư PN Techcon trình báo ngay cho công an địa phương. Thông qua văn bản, ban quản trị PN Techcon kiến nghị thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định đối với hành vi của ông Thủy. Ông Lưu Xuân Thủy đang là phó chủ tịch tập đoàn Đèo Cả, chuyên đầu tư xây dựng những công trình giao thông trọng điểm. Công an quận Phú Nhuận cho biết đã mời những người liên quan lên làm việc theo quy định. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Thủy và anh Hùng trong quá trình bấm thang máy. Khẩu súng ông Thủy dùng đe dọa anh Hùng là súng đồ chơi. Ngày 15 tháng 6, Ban Quản lý chung cư đã có văn bản gửi Công an quận Phú Nhuận, Công an phường 7. Trong đó, Ban Quản lý chung cư kiến nghị thu hồi vĩnh viễn giấy phép sử dụng súng của ông Thủy và đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính ông này vì đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Hiện, phía Công an phường 7, quận Phú Nhuận đang làm hồ sơ xử lý. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin rút súng giả dọa đánh bảo vệ chung cư. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.